Hi, chào các bạn. Bây giờ mình đang ở thung lũng Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng các bạn. Ở đây đang mùa hoa lê. Phía trước mình là cây hoa lê cô đơn. Đó, cây này thì không biết là có hoa chưa. Rất nhiều lá. Màu cũng đẹp. Có mấy bạn đang chụp ảnh ở dưới gốc kia. Ở đây nhà nào cũng có mấy cây lê các bạn. Phong cảnh ở đây rất là đẹp. Wow. Đây là gốc dạ của bà con. Bà con gặt mỗi cái bông lúa đấy các bạn. Còn cái gốc rất là dài. Ở nhà bên kia cũng có cây hoa lê đang nở rất là đẹp luôn. Ở những cây to kia chắc cũng là cây hoa lê. Nhưng mà chưa thấy có hoa các bạn. Thung lũng này rất là yên bình. Đây có ruộng hoa cải, vườn hoa cải của bà con. Mấy bạn nữ tự sướng. Khu di tích Kim Đồng, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đây có cái cổng trên con suối rất là đẹp các bạn ạ. Đây là cây gì? Cây này nó cũng có hoa ấy. Mình đang trên đường từ Bác Bó đi Thác Bản Dốc các bạn ạ. Đi qua đây thấy ngôi làng đẹp quá. Ngôi làng nhỏ xinh dưới thung lũng. Những đám ruộng bà con trồng cái gì? Thuốc lá các bạn ạ. Mình nghe tiếng trẻ con nói rôm rả hết. Ngôi làng rất đẹp dưới thung lũng. Mình đi qua huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng. Có rất nhiều ngựa, trâu, bò các bạn ạ. Cô này đang đuổi ba con ngựa chở phân đi ra ruộng các bạn. Nhìn rất là hay. Không cần dắt các bạn ạ. Nó tự đi. Nhìn ngựa rất là khỏe. Mình thấy đường từ Bác Bó qua Trà Lĩnh này rất là đẹp luôn các bạn. Bằng phẳng đó. Bà con chỉ sống quanh khu vực thung lũng này thôi. Bây giờ mùa bà con trồng ngô này. Ngô đã lên được một chút rồi. Ba em ngựa kia nhìn ngoan không? Xếp hàng đi đều. Mình ở Bác Bó ra chưa ăn gì. Đến chợ Trà Lĩnh mình ăn bát phở ạ. Nhà cô này có phở vịt nhìn rất là hấp dẫn. Bát phở cho ít hành ở trên. Vịt quay các bạn ạ. Vịt quay nhìn da rất là ngon, màu rất là đẹp. Mình thử ít nước nhé.
nước dùng rất là ngon. Mình sẽ vắt đi chanh. Quán của cô ngay ở trước cửa chợ Trà Lĩnh. Đảo đều lên. Nhiều phở quá, hơi ít nước của các bạn. Bát chanh vào tuyệt vời rồi. Mình sẽ ăn thử miếng vịt nhé. Da nó vàng ươm các bạn. Cực kỳ thơm ngon luôn. Bát phở đầy quá nên là cạn hết nước rồi. Nó nở các bạn. Ngon quá. Mình ăn sáng từ lúc 8 giờ, bây giờ là 2 giờ chiều rồi. Ngon. Sáng nay mình ăn một bát phở ở Bác Bó, phở thịt ba chỉ nướng nhưng mà có bát 15.000 thôi. Mình trả tiền mình không ngờ là rẻ thế luôn ấy, mà cũng rất là ngon. Nhưng mà mình sáng vội lên nên là mình không quay. Ngon quá. Da vịt này xuất sắc luôn. Ngon quá. Đây các bạn, đối diện trung tâm chợ Trà Lĩnh. Ăn tiếp nha. Thịt rất là ngon. Da béo béo. Thơm các bạn. Mình vừa xin cô thêm ít nước canh cho ít rau diếp vào ăn cùng xà lách. Vịt cũng được khá nhiều. Cái phần sụn giòn giòn. Thịt vịt thơm phức.
Ở đây bà con trồng rau cải thu hoạch rồi, nhưng mà còn sót một vài gốc nó ra hoa nhìn cũng rất là đẹp bạn. Có con đường dọc theo hàng rào đá. Bên cạnh là cây hoa gạo cổ thụ mới đang bắt đầu nở hoa, có từng bông hoa. Cây gạo này có rất nhiều cây tầm gửi bám lên. Đây có cây mận già, già cỗi luôn các bạn ạ. Cây kia đang nở hoa rộ. Ở nhà kia có hai cây ở đằng trước sân rất là đẹp. À, đằng sau nhà chứ. Là nó hơi khuất rồi, chỉ thấy một cây thôi. Trên này có một dãy nhà sàn ngay sát đường luôn, rất là đẹp luôn đấy. Có bà đang ở nhà. Đó, một nhà, hai nhà, ba nhà. Ở đây có cả hàng rào mận luôn các bạn ạ. Ở khu vườn người ta, hàng rào người ta trồng hết cây hoa mận. Đẹp quá, đang nở rất là đẹp. Đó, bờ rào. Xung quanh bờ rào là cây hoa mận. Khu này nhiều hoa mận quá. Đẹp mê ly. Mình không có thời gian để xuống ngắm. Tối rồi. Wow, đẹp quá. Phía trước mình có vườn hoa củ cải trắng nhìn mê quá, lại ở giữa hàng rào đá nữa. Nên là mình nhất quyết định phải vào chụp ảnh vài cái. Wow, hàng rào đá đẹp quá. Wow. Ở đây bà con có làm mương dẫn nước về này. Wow, đẹp chưa các bạn ơi? Đẹp hơn cải ở Hà Giang các bạn ạ. Wow, hàng rào đá đẹp mê ly luôn. Đẹp quá. Wow, nhà nào ở gần đây cũng à, được ngắm hoa thỏa thích luôn. Đó, những bờ rào đá chả khác gì Hà Giang các bạn ạ. Đó, bà con trồng ngô lên đây này. Cảnh ở đây rất là đẹp. Đường xá rất dễ đi các bạn ạ. Phẳng lừ luôn. Mình thật sự thích khung cảnh ở đây các bạn ạ. Ở đây bà con ở đây cũng không khó khăn lắm đâu các bạn. Mình thấy đa số là làm nhà xây hết này. Bà con cũng làm ruộng ở xung quanh thung lũng này thôi. Trên đồi thì toàn rừng nguyên sinh. Ở đây khung cảnh rất là đẹp và yên bình. Dọc đường mình thấy rất nhiều các bà đi chăn trâu về các bạn ạ. Ở đây có rất nhiều trâu. Bà đi chăn trâu về ạ. Cháu đi đường thấy cảnh đẹp nên cháu quay. Dạ. Đẹp lắm à? Vâng ạ. Bà ở quen bà cũng thích, cũng thấy đẹp rồi mà. Thế ạ. À?
Vâng. Ở phía đằng xa kia có một đàn trâu đang đi qua cánh đồng các bạn ạ. Ở kia cũng có thấy có một bà đi chăn trâu về. Nhìn đẹp quá. Thị trấn Trùng Khánh đông kinh khủng các bạn ạ. Mình vừa nãy thấy cái dạp này mình còn tưởng là đám cưới, nhưng mà bà con bán hàng ăn ở đây thôi. Đó, còn có cả rèm, mình cứ tưởng là có đám cưới thôi. Không biết sao lại đông thế này. Không biết phải hôm nay là chợ không, đông kinh khủng. Đây họ vẫn đang tổ chức các bạn ạ. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Lễ hội co sầu mình không hiểu là gì, nhưng mà dọc khu phố này rất là nhộn nhịp và đông vui. Đó, khu phố này rất là rộng luôn. Được mắc đèn lồng các kiểu. Giống như ngày Tết vậy các bạn ạ. Các cô đang mặc trang phục người Tày này các bạn. Áo dài và thắt khăn qua eo. Các cô đang chụp ảnh. Áo chàm các bạn ạ. Lễ hội co sầu mình không hiểu có nghĩa là gì, nhưng mà rất là đông vui. Cả thị trấn nhộn nhịp luôn các bạn ạ. Điểm check-in Cọn Nước các bạn ở Trùng Khánh khá là đẹp. Đó các bạn, bây giờ đang là mùa ít nước, với lại ruộng bà con chưa làm nên là không cho quay cái cọn nước. Nếu mà khi nào cho nước lên ruộng thì sẽ cho dòng nước chảy qua đấy. Đây là con đường để mọi người đi sang tham quan. Bây giờ họ rào lại rồi các bạn. Dòng sông nước khá là trong và đẹp. Chắc nước này sẽ chảy xuống sông, xuống thác Bản Dốc các bạn. Ở phía bờ bên kia có một ngôi nhà sàn rất là đẹp. Họ làm những cái bè mảng để cho mọi người tham quan ở khu sông này. Con đường đi qua ở trên kia nữa. Ruộng bên kia rất là nhiều. Nếu mà mùa lúa chắc là đẹp lắm các bạn. Mình thấy có lác đác những con ngựa đang gặm cỏ ở ruộng bên kia. Bên kia cũng có cái chòi, chắc là để cho mọi người tham quan các bạn.